Ok và hello, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với series khủng long Jurassic World của mình. Thì hôm nay chúng ta, như các anh em đã thấy trên màn hình, đây là một gói Legendary Plus. Thì để xem hôm nay chúng ta sẽ mở được con gì nha. Và đây là một món quà từ một bạn bên nước ngoài đã tài trợ cho mình. Và bây giờ mình sẽ mở ra xem gói Legendary Plus này nó sẽ ra cái gì nha. Rồi, một con Sako. Sako này đi hệ nước, đúng cái con mình cũng khá là cần vì mình đang yếu hệ nước khi đối đầu với hệ ăn thịt. Rồi tuyệt vời, cũng được một con Sako. Con này con cá sấu luôn đấy. Đấy, Sako. Ấp cả. Con này là Legendary. Không, không phải Legendary Plus. Tuyệt vời không bao giờ. Để nuôi con này luôn. Nó ăn thì nó sẽ nhảy vào đây nó ăn đấy. Rồi. Ok. Thì mình cũng sắp đủ cái point này rồi. Xem nào. 20.000 thì được, sẽ được con này Legendary Plus. Quá nhiều nhỉ. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nha. Event này, nhiệm vụ. Collect 6.000 coin from dinosaur. Đây là level 22 rồi. Ôi, có con Legendary Patetodon kìa. Allosaurus. Ok. Đây bên này nữa. Ok. À phòng đây nó so chứ không phải là từ ấy. Chết rồi. Ok mình sẽ complete direct. Tyrannosaurus Rex. Ok mình sẽ đặt ở đây. Cho cháu nó ăn nè. T-Rex rất ghê đúng không? Trời ơi, hết tiền rồi. Ok, event còn 2 giờ nữa. Mission này thì tí nữa đợi 9.000 gold nữa là được. Bây giờ thì chúng ta có thể sẽ đi up với cái con Allosaurus một xíu. Cái cùi bắp Tyrannosaurus Rex 3.500 cả. Hơi bị thốn nhỉ. Ta có được một con Legendary nữa. Con này Sacchomimus. Bát ba rồi. Mình sẽ vào battle. Wow. Cái này được phút thôi. Mới phút. Có đánh được không anh em? Rồi. Aquatic. Mình sẽ được pack này. Mình đánh với đối thủ cơ. Chứ không phải là đánh với ấy. Đây là Nazodon. Mình cho vào con Sako Searchers vào mà. Cố lên nào. Wow. Rất tuyệt vời đúng không? À, Dino Swap luôn. Có thể hệ may à?
lấy hệ cỏ tiêu diệt vậy. Nó đổ này. Tego Ceratop. Quẩy lên em ơi. Quẩy đó. Quẩy đó. Rồi, gục rồi. Đây cũng là hệ cỏ này. Nếu nó tấn công mình sẽ lấy hệ ăn thịt ra. Bún luôn. Vậy là con không chết ở đâu mà cục vẫn chết vào. Bút kích thật. Google sau đó tiêu diệt nó. Ăn vả. Chết ngay. Pyroraptor. Hay quá nhở. Rồi, bây giờ có con Sarko Sanchez. Cá sấu tiến lên. Cạp nó em. Ui dồi ôi. Trời tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Gì ạ? À thì hy vọng anh em nếu mà thích series này thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cách... Ủa rồi, tuột mất con Legendary rồi. Hãy đăng ký kênh và nhấn like nhiều vào nha. Trời ơi. Thì mình sẽ nâng cấp hệ bay nữa. Nước thì dùng bay Pteranodon. Rồi. Đấy lên. Đối thủ là ông béo. Sầu đó em. Nhơn. Mấy kilo kìa. Ôi dồi ôi, gãy rồi. Gãy à, gãy à, gãy, gãy, gãy này. Kỳ tư, rồi. T-Rex đâu? Ra đây. Rồi ba def. Còn 6 tấn công rồi. Trời ơi. Vẫn chết như thường. Bây giờ T-Rex đánh với T-Rex. Mày đấy con, mày đấy con, ngã gục. Ok. Mà lúc đó con cá sấu rồi. Để mình up chú tiết đấy kìa. Được thanh niên sói đồng rồi, sói đồng cô độc. Thả con Dodo ra này, hello. Rồi. Thả con Dodo rồi. Oh man. Hồi thân Dodo. Rồi, ok. Tiếp tục mình sẽ đánh cái Steak 22 nha. Pteranodon này, con bay thì dùng con cỏ. Xong rồi dùng Pteranodon. Em thì chắc dùng Google sau đó để cho nó phải. Quất nó thôi. Con này 4 sao kìa. Có level làm gì. Tuyệt vời.
đỡ một phát rồi. Úi giời ơi. Hai ván cho mày làm gì nào? Vẫn đỡ cả hai à? Mày thì đỡ này. Rồi giết tôi đi, tôi lấy con bay lên. Bật ra cho nó. Trời ơi. Mình chưa thấy ai like được con Sego với con Nate lên con Triceratops cả. Tạm biệt nhá. Tạm biệt. Rồi phát hệ rồi, phát hệ rồi. Ăn kilo. Nó vô cho mình 4 đam là mình chết. À nó nhiều. Rồi. Tiêu diệt nó em ấy. Vụt vào một. Chết. Rồi có ấy rồi. Có Predanodon rồi. Kìa. Hấp luôn gì nữa. Hấp hai bé này. Rồi, làm trận chiến với cá mập phân nữa nào. May con rùa này xịn. Con này nó sẽ tích lượt chứ nó không đánh một phát luôn đâu. Tích lượt. À, nó đánh cái con này. Ghê mày. Tạm biệt nhá. Chốt mờ, ơi, trên luôn. Con này tính đam chuẩn rồi, không crit rồi. Oh man. Ngã nè. Ngã nè. Oh man. Nó quật mình này. Ba mạng, à, một phát rồi à. Một phát rồi à. Chín máu, tạm biệt em. Mày thì 9,000 máu, 9,000 máu. Rồi bút lên vào 300 mình dụng mất. Thôi 6 tấn công là mình đi dụng rồi. Tạm biệt cuộc đời. Ê, rùa ngã người. Công nó đi. Ôi trời ơi. Tám tấn công. Con này về tí chắc đánh nào được. Rồi. Không mất, không dính răng của nó luôn. Thôi bỏ cuộc. Vâng. 8.000 đam. Tiền lâu quá nhỉ. Ok, vậy là lần sau mình sẽ thu phục tiền nhá. Thu thập tiền tiếp, ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký cho mình nha. Và xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Con một quả trứng thì mình xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại. Chuyên cắt bim bim Tuni. Không cho chỗ mở à? Sao thế nhỉ? Đúng rồi.
không cho chỗ mở thế này.